Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Dutabit 0.5 được sản xuất tại Aurobindo. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Dutabit 0.5 cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của Dutabit 0.5 Dutasteride 0.5mg Dạng bảo chế Viên nang Phi đại tiền liệt tuyến là gì? Phi đại tuyến tiền liệt là tình trạng tuyến tiền liệt bị gia tăng kích thước bất thường, gây khó chịu cho bệnh nhân ở khu vực quanh bàng quang, đường tiểu. Công dụng và chỉ định của Dutabit 0.5 Điều trị phì đại tiền liệt tuyến lành tính từ trung bình đến nặng Làm giảm nguy cơ bí tiểu cấp và làm giảm nhu cầu phẫu thuật ở những bệnh nhân mắc phì đại tiền liệt tuyến lành tính Cách dùng và liều dùng của Dutabit 0.5 Cách dùng Thuốc dùng đường uống Liều dùng Với người lớn, kể cả người cao tuổi, một viên trên ngày Người mắc chứng suy thận, không cần điều chỉnh liều so với người không mắc suy thận. Người bị suy gan, hiện chưa có báo cáo về điều chỉnh liều cho nhóm bệnh này. Tuy không nên sử dụng thuốc cho những bệnh nhân mắc suy gan nặng, còn những bệnh nhân suy gan nhẹ và trung bình nên thận trọng khi sử dụng thuốc. Chống chỉ định của Dutabit 0.5. Bệnh nhân có tiền sử dị ứng với Dutungride hoặc các thành phần tá dược khác có trong thuốc. Bệnh nhân mắc suy gan ở mức độ nặng. Phụ nữ thanh thiếu niên và trẻ em. Lưu ý khi sử dụng Dutabit 0.5. Liệu pháp kết hợp nên được kê toa sau khi được đánh giá cẩn thận về rủi ro và lợi ích do có thể tăng nguy cơ các phản ứng không mong muốn, kể cả suy tim và sau khi xem xét các lựa chọn điều trị thay thế bao gồm cả liệu pháp đơn trị liệu. Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú. Phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú tham khảo ý kiến bác sĩ. Sử dụng cho người lái xe hành máy móc Tham khảo ý kiến bác sĩ. Tác dụng phụ của Dutabit 0.5 Thường gặp Bất lực Giảm ham muốn tình dục rối loạn phát triển tuyến vú Ít gặp Dụng tóc Tăng sắc tố da Hiếm gặp Đau tinh hoàn và xương tấy Dị ứng, ban ngứa, phù nề, mày đay Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng. Tương tác Sử dụng cùng với thuốc ức chế CIP3A4 và trên hoặc P-glycoprotein. Dutasteride chủ yếu được thải trừ qua chuyển hóa. Nghiên cứu chuyển hóa thuốc in vitro cho thấy rằng Dutasteride được chuyển hóa bởi isoenzyme CIP3A4 và CIP3A5 của Cytochrome P450 ở người. Không có nghiên cứu tương tác chính thức nào được thực hiện với các chất ức chế CIP3A4 mạnh. Tuy nhiên, trong một nghiên cứu về dược động học ở người, Dutasteride khi điều trị đồng thời với Verapamil hoặc Dintiazem, thuốc ức chế vừa phải của CIP3A4 và chất ức chế P-glycoprotein, có nồng độ huyết thanh trung bình cao hơn từ 1,6 đến 1,8 lần so với các bệnh nhân khác. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Dutabit 0.5, đồng thời biết cách sử dụng Dutabit 0.5 sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà Thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.